Rồi thì mọi người ơi, thì trải qua 3 ngày thi đấu từ ngày 17, 18, 19 tháng 6 năm 2020 thì giải bóng chuyền nam chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022. Trải qua 3 ngày thi đấu ròng rã với thời tiết cực kỳ khắc nghiệt thì đến giờ phút này ban tổ chức đã tìm ra được những cá nhân, những tập thể xuất sắc nhất của giải đấu năm nay để tiến hành lễ trao giải cũng như là công bố danh sách các tập thể cá nhân. Trước mắt của mọi người sẽ là buổi lễ bế mạc của giải đấu này. Xin chia sẻ với mọi người thì sau 3 ngày tranh tài thì đội đoạt chức vô địch đó là Công an thành phố, và như vậy là họ đã bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch mà họ đã có cách đây là hơn 2 năm, tức là vào năm 2019. Và bây giờ thì đối thủ của họ ở trận chung kết đó là Công an Thạch Hà. Công an Thạch Hà đã dừng bước ở trận chung kết và họ về nhì ở mùa giải năm nay. Và hai đội tuyển đạt giải ba ở giải đấu này lần lượt là Thị xã Kỳ Anh và Phòng Cảnh sát Giao thông. Và như vậy là trước mắt của chúng ta sẽ là buổi lễ bế mạc của giải đấu này. Ở phía đằng kia thì những Văn Tiên, Đức Hành hay là Từ Thanh Thuần, Đại Bàng Đúc đều đang sống trong vòng vây của người hâm mộ. Một khúc cảnh lễ trao giải cực kỳ đẹp mắt đang được diễn ra trên sân bóng chuyền Công an tỉnh Hà Tĩnh, số 4 Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh. Có thể nói ngày thi đấu từ 17 đến 19 thì thời tiết của Hà Tĩnh cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà đến với ngày thi đấu cuối cùng, cụ thể là hai trận bán kết sáng ngày hôm nay và trận chung kết buổi chiều ngày hôm nay, thì thời tiết lại rất là ủng hộ cho các đội bóng tham gia. Mặc dù cũng có nắng nóng nhưng mà đã hạ nhiệt đi rất nhiều so với những ngày trước đó. Trước mắt của mọi người vẫn là khán hâm mộ dành cho Dương Văn Tiên. Vâng, mình vừa rồi là Jun vừa trao lại chiếc mũ hồi nãy mang cho Jun mượn. Ở bên kia áo đen là Mê Lai và anh em Cambodia đang ở đầu kia, họ đêm nay họ sẽ đạp chuyến bay ở sân bay Vinh để trở lại với Sài Gòn. Đây là KP Công, một người anh mà em vừa quen ở giải đấu này, có dòng nó bình luận rất hay. Mọi người có thể lên kênh KP Công Support để xem lại những sự phim này nhá. Vâng, và như vậy đây là diễn văn của buổi lễ khai mạc. Chính rất trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía công ty, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Lê Đức Quyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty. Những Đức Hành, Văn Tiên, Thái Nguyên đã tâm phục khẩu phục trường khẩu thần công mang tên Đại Bàng Đúc của Cambodia và thùng thuộc pháo 3T. Họ vẫn qua xuất sắc ở giải đấu năm nay. Kính thưa các đồng chí, để tổ chức thành công giải đấu năm nay, thay mặt ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đăng cai các bảng đấu đã chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các mặt công tác phục vụ cho trận đấu diễn ra an toàn, hiệu quả. Rất trọng cảm ơn tổ trọng tài đã điều hành trận đấu một cách khách quan, công tâm, chính xác, đúng điều lệ. Cảm ơn các vận động viên với hai lượt trận đấu kịch tính đã cống hiến nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng chăng có hấp dẫn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả. Kính thưa đồng chí, tiếp theo là phần trao giải. Về các giải phụ, giải cá nhân, giải vận động viên tấn công xuất sắc nhất, xin chúc mừng vận động viên Trần Ngọc Lam, đội tuyển Công an thành phố. Vâng, và như vậy là giải vận động viên tấn công xuất sắc nhất thuộc về Ngọc Lam của Công an thành phố. Vâng, và giải phòng thủ xuất sắc thuộc về Viết Sơn của Thạch Hà. Giải vận động viên quyền hai xuất sắc nhất, xin chúc mừng vận động viên Phạm Quốc Anh, phòng PC08. Vâng, và như vậy là chiến hát xuất sắc thuộc về đội tuyển Công an thành phố. Và như vậy là trước mắt của chúng ta sẽ là buổi lễ trao giải cá nhân. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the light.
Đồng giải ba xin chúc mừng đội công an huyện Đức Sơn và phòng PC08. Vâng, và như vậy là giải ba của giải đấu năm nay đó là Hương Sơn và Giao Thông. Hương Sơn thì bổ sung hai vận động viên đến từ A1 Đà Nẵng là Tuấn Huy và Tuấn Anh. Còn phòng Giao Thông đó là Quốc Dư và Quốc Đoàn. Hiện tại thì các vận động viên đều đã di chuyển cho những giải đấu tiếp theo. Chính vì thế mà chỉ có đại diện của hai đội bóng này lên nhận giải. Vâng, và như vậy là công an huyện Thạch Hà với 3 ngôi sao. Một chiếc cúp siêu to khổng lồ. Vâng, và như vậy là giải đấu công an tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 đã chính thức khép lại với chiến tích vô địch của đội thành phố Hà Tĩnh. Cảm ơn sự theo dõi của anh em hâm mộ volleyball trong suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng volleyball ở những chặng đường đã qua và tiếp tục trong tương lai. Một lần nữa xin chúc cho mọi người sức khỏe, may mắn, thành công và hẹn gặp lại ở những mùa giải tiếp theo. Bye bye.